làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Tôi hỏi bà làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Bà làm tao gì vậy? Tao hỏi mày làm cái gì vậy? Mày làm gì nhìn nói như ma ám vậy? Kéo ghế lại đây. Có chuyện chẳng lành. Tao giả vô cái miệng mày nghe chưa? Tao chưa buôn bán gì hết á. Mày trù cho tao xui xẻo hả? Xui xẻo gì? Mày nói có chuyện chẳng lành. Trời ơi, không phải nói chuyện chẳng lành của bà. Cái chuyện gì? Kìa, bà già đứng trong kia kìa. Vụ gì vậy? Trời ơi, quán xá khách khứa người ta kêu nước không chịu bán. Người ta giận người ta bỏ đi về hết. Rồi đứng đó ghi ghi chép chép cười mình. Sao mày không hỏi nó? Tôi đâu rảnh tôi hỏi chị. Vậy để tao lại tao hỏi ha. Vô hỏi đi. Ui da. Gì vậy? Té cái gì ba? Trời ơi, nhiều chuyện. Cho ly cà phê đá đi. Cho ly cà phê đá đi. Tám. Dạ. Trời đất ơi, mày làm cái gì mà ghi ghi chép chép tao kêu hoài không nghe vậy? Công việc. Công việc? Công việc mà tại sao người ta tới đây kêu cà phê mà mày không bán? Em không có rảnh. Mà bây giờ tao muốn uống. Muốn uống hả? À, tự xử giùm em nha. Cà phê trong kia, đá trong kia luôn. Tự xử nha. Nó biểu tao tự pha cà phê. Tám, mày viết thư tình cho người nước ngoài hả? Không hề. Chứ mày làm gì mà chăm chú quá vậy? Chị muốn biết em đang làm gì hả? Đó là cái vụ án sắp tới của em. Em sẽ đập cái quán này, em sửa sang lại, và em sẽ kinh doanh karaoke. Mày nói cái gì? Mày kinh doanh quán cà phê karaoke hả? Dạ. Ra đây Tám, ra đây. Chuyện gì vậy? Nè nè. Dạ. Mày nhìn đi. Dạ. Cái này cái gì? Salon. Salon. Rồi hai bên này? Bát. Cái gì bát? Thùng bát. Còn hai cái này? Tiểu. Cái gì tiểu? Thùng tiểu. Cái gì thùng tiểu? Loa tiểu. Là loa nhỏ đó má. Ủa, rồi sao cái loa tiểu để tuốt góc này hả? Tiểu này là cái toilet. Trời. Trời đất ơi. Mày nghĩ làm sao vậy? Bà nhìn lại cái quán bà đi. Cái quán bà có chút xíu vậy nè. Làm sao mà kinh doanh karaoke được chứ? Trời đất ơi, làm gì dễ lắm gì đó. Rồi hát y xèo cho bà con lối sớm người ta la. Chưa kể nữa, muốn làm karaoke á, thì phải nâng cấp lên. Mày nhìn mày coi, ăn mặc kiểu này á, thì làm sao có khách được chứ? Đẹp mà chị. Đẹp cái gì trời ơi. Tám, tôi góp ý với bà nghe. Gì? Bà sủ lắm rồi. Sủ là gì? Là bà già lắm rồi đó. Là xấu lắm luôn á. Trời ơi, già rồi mà không biết mình già hay sao á trời. Nè, nghĩ sao mà nói tôi sủ tôi già? Ai cũng có thể nói em già, em sủ. Em không buồn đâu chị. Nhưng với cái con người này, mỗi lần nói tôi sủ tôi già là trời ơi, tôi hận. Tôi hận đến tím lòng. Được rồi, hãy chờ đó.